Cái sự rốt ráo và cái sự quan trọng của tu hành là gì? Đó là sự trở về với tự tâm. Mình không nhận ra được mình là ai thì mình khó tu lắm. Cho nên phẩm phổ môn nè, nếu người nào còn nhiều sân hận, muốn hết sân hận, niệm Quan Âm Bồ Tát sẽ hết sân hận. Mình niệm Quan Âm là tại vì lúc đó mình nhận ra rằng tôi còn sân hận, phải không? Bây giờ ví dụ như giờ Pháp Hòa nói, có bao giờ quý vị bị cái này chưa nè? Thí dụ rủ bạn mình đi sám hối đó, thôi chị đi, tôi có tội lỗi gì đâu sám hối. Không biết có ai bị nói vậy chưa? Vì người ta nghĩ là ta có lỗi. Còn mình willing, mình sẵn sàng đi sám hối là vì mình thấy rằng mình xét ra tội lỗi dẫy đầy. Nội chuyện thôi, sát sanh thật dục, thở bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con cha mẹ cam đành, giết loài muôn thú nuôi sinh mạng này. Con cũng có tự gây lấy nghiệp, cùng bao người gián tiếp trợ duyên, thức ăn bán ở thị thiền, sát sanh tội bởi đồng tiền trao tải. Thân con lỡ tạo vay nghiệp ác, muôn vạn loài oan thác vì con. Ví như thay ước hằng còn, từ xưa chất để nên hòn núi cao. Nếu mình ăn thịt chúng sanh từ nhỏ tới giờ mà nó không tiêu đó, mà chất lại mà còn đó, từ dưới đất lên tới đỉnh núi vậy đó. Mình hiểu có phải không? Nếu mà 80 năm nay mình ăn cá, ăn tôm, ăn gà, ăn vịt, mà con nào ăn nó cũng còn đó là chất lên từ dưới đất. Ví như thay ước hằng còn, từ xưa chất để nên hòn núi cao. Mới kiếp này thôi nha. Còn nếu tính một kiếp mà dồn bao nhiêu kiếp, thân con đây tội nghiệp vậy này. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Cái một thân này còn sống sót đây mà bao nhiêu trong con vật khác nó chết cho mình. Nói ví dụ vậy. Cho nên người nào còn nhiều lòng dục, niệm Quan Âm giảm dục. Nghĩa là mình nhận ra tôi còn bị cái đó nhiều, cho nên tôi phát tâm tôi làm điều đó. Thì ở đây cũng thế. Nếu mình nhận ra được, mình quán lại mình nhận ra được cái gì thì mình sẵn sàng mình tu sửa cái đó. Mà không có gì, không có chạy trốn, không có chối, không có cãi. Mình phải thật như vậy mình mới sửa mình được. Ví dụ như ta nói, ta nghe đồn mà nói con dữ là nào, trợn mắt lên. Nhưng mà mình phải nhận ra, mình phải nhận ra được điều đó. Cho có việc gì hồi sáng mà Pháp Thương với đại chúng, có nhiều người ta nói tôi không có tu, tôi ăn chay niệm Phật chứ tôi đi chùa chứ tôi tu tâm. Nhưng mà thiệt sự ra tu tâm là một đại công trình đó. Con người mình á, mình có thể nghĩa là nắm trong tay hàng trăm nhân viên, mình làm sếp hàng trăm hàng ngàn nhân viên, mà chỉ một đứa mình làm nổi thôi là làm chủ tập mình. Mình có thể làm chủ thiên hạ, nói ta nghe đe người ta sợ, ở người ta rút, vậy mà mình không làm chủ được tập. Cho nên mỗi lần mà đi vào những cái buổi cầu nguyện cho những cái chợ, những cái tiệm mà các Phật tử sắp sửa lên làm chủ đó, mời Pháp Hòa ra cúng giùm, Pháp cũng đi. Xong rồi trước khi mà về, Pháp Hòa chỉ nói thôi: chúc mừng các anh chị hôm nay được mở tiệm làm chủ. Nhưng mà theo lời Phật dạy ha, mình làm chủ một nhóm nhân viên, mình làm chủ một cái tiệm, không bằng mình làm chủ cái tâm. Bởi vì khi mình không làm chủ được tâm, mình tháo quát thở, mình tháo quát người làm, tổn cái phước. Mà cộng thêm á, người ta ghét mình rồi làm ăn được. Thí dụ mình bán nhà hàng mà nhân viên ghét mình, giục đồ mình hoài, lỗ. Ta vô tỏ đưa món A, nó làm món C. Rồi cái nó, oh I'm sorry, I'm wrong, giục ra. Mình lỗ vậy á.
Cho nên làm chủ á, mình phải có cái đức của người chủ. Mà từ đâu mà làm được cái đó? Chủ cái tâm. Mình làm chủ được cái tâm là mình chủ được cái tiền. Tại vì cái tâm mình nó thuần, không có nói, không có tháo quát người làm, phải cảm ơn. Nhiều lúc phải tưới người làm đó. Cảm ơn các chị nha, chịu khó làm việc giúp tôi. Người ta giúp mình làm việc. Mình làm chủ được cái tâm mình thì cái lời nói mình nó khác, người ta nghe nó thấu tai. Còn thôi thì nghe thấu trời. Mà nghe thấu trời rồi thì thế nào ta cũng làm những cái việc tày trời. Mình nghĩ là không có. Vậy thì đúng rõ ràng là Đạo Phật là dạy cho mình tu tâm. Nhưng mà muốn hiểu được cái tâm đó, thiên hình vạn trạng. Trời nội mình sáng vui chiều buồn chịu không nổi. Thôi đừng nói chuyện ngoài đời, đi làm cái vô tu thôi. Vô tu có ngày thôi, một ngày giận ba kia tám cử. Bữa hôm qua tôi chơi với bà này nghỉ, bà chơi đừng sao nhảy qua bà khác, tránh vỏ dừa. Mới gặp cái vỏ dừa chạy ông mồ mắt ông mã. Cho nên trong cuộc đời mình, mình phải biết sự thật ra mình tu á, làm Phật làm tổ gì không dám nói. Chỉ cần mình hiểu được mình chút để mình chỉnh đốn mình thôi là đủ ăn tiền. Hạnh phúc vô biên cho chúng sanh nào có duyên với mình rồi, chứ chưa dám nó độ vô lượng vô số chúng sanh nào khác. Nội cái chúng sanh có duyên với mình đời này thôi mà họ chịu mình không nổi rồi. Chúng sanh cõi ta bà này tương đương với mình đây mà chịu cùng mình không nổi đây mà đòi về cực lạc. Ở bển hết chỗ rồi. Không dám bảo lãnh mình về bển. Mình là về bển mà ôm cục này về ô nhiễm môi trường. Cho nên Kinh Di Đà nói là một điều có thật. Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Không thể nào đem một chút xíu phước đức nhân duyên mà sanh về cõi đó được. Tại vì đó cõi đó là thuần tịnh. Người chưa thuần tịnh không về được. Cho nên ở cõi này nè, mình tu mình muốn về cực lạc là điều có. Nhưng mà với điều kiện mình phải đúng tiêu chuẩn. Không đủ tiêu chuẩn không về được. Thì cái mình phải đủ qualify. Chứ không phải quality. Mà nếu mà là quantity thì còn chết. Chỉ có số lượng thôi, không? Mà không có được chất lượng là không về được. Cho nên cái bài Kinh Pháp Hòa sắp sửa chia sẻ với đại chúng không dài, nhưng mà nó đem cái ý nghĩa là mình muốn tu tập, mình phải quán trở về với mình. Mình nhận ra mình làm sao thì mình làm điều đó. Mình kiếm cách mình chỉnh. Cho nên đọc xong cái này Pháp Hòa nói ô, vậy thì cái phẩm Phổ Môn, người nào trôi trong biển lửa niệm Quan Âm thì được ở trên cái chỗ tươi mát. Với điều kiện là anh có nhận anh đang ở trong lửa không. Thí dụ người đó không ở trong lửa mà biểu ta niệm, nó tu có bị gì đâu mà niệm. Cũng giống như nãy mình nói, thôi giờ đi chùa làm công quả, tôi đủ phước rồi, tôi không cần. Hay là tôi không có tội gì. Mình nhận ra cái gì, mình mới chấp nhận làm cái đó. Ví dụ như thế, mình nhận là lâu nay mình lời nói không dễ thương, thì mình sẵn sàng sửa cái cách nói của mình để người khác dễ chịu với mình. Đây là cái bài kinh. Kinh này trích ở trong Trung A Hàm. Bài kinh tự quán tâm. Chữ quán là gì? Nghĩa là mình soi xét, mình thấu đáo. Giống như quán thế nào? Quán là quán xét, là soi sáng, là thấu đáo. Thế là thế gian, âm là âm thanh. Quán thế âm là một vị Bồ Tát thẩm thấu được cái tiếng khổ, tiếng kêu gào của chúng sanh, âm thanh khổ não của chúng sanh. Bây giờ mình ngồi đây ha,
không ai dám tự nói tôi hồi nào giờ có khổ gì đó. Bỏ hạnh phúc gia đình nhưng mà bù lại bệnh hoạn cũng khổ vậy. Bác có khỏe không? Trời, bác khổ quá con, đau chân quá, đi được. Đau gì chứ đừng đau chân. Cái bữa nào đau răng, trời ơi, đau ăn không được, đau gì chứ đừng đau răng. Bởi vì sao? Bệnh là khổ. Bệnh là khổ à? Nhưng mà hãy mình bệnh cái gì, cái mình ước bệnh khác. Thí dụ mình cảm, mình nói, trời ơi, cảm gì cảm chứ đừng ho, tôi sợ ho lắm. Và hãy bữa nào mà nó nghiêm trọng hơn, nó trời ơi, bệnh này chứ thà là ho cảm đi chứ đừng bệnh này. Cho nên ngồi đây nè, ngồi đây, mấy trăm người đây, từ trong ra ngoài, trán phải xuống cao vậy. Không có người nào mà không khổ. Mỗi người khổ một kiểu, em cũng khổ kiểu của em. Anh chị khổ kiểu của anh chị. Nhiều khi khổ quá nói trời ơi, ước dè tôi đi tu. Nếu mà đi tu mà hết khổ, cả thế giới này ta vô ta tu hết rồi. Nhưng mà cái người tu á, nó có cái khó thôi. Nhưng mà cái khó đó, hoặc là cái khổ mà người ta đối diện đi, nó cũng sẽ chuyển thành cái phương pháp để cho người ta tu tập, chứ không phải nó lụy mình. Còn mình là khác. Khổ nào nó cũng lụy mình hết trơn. Nó khác là vậy. Tại vì mình á, vừa khổ lụy, còn người tu có khổ mà không lụy. Bởi vì khổ là bản chất của đời. Thí dụ như già đau bệnh chết, đối với mình là một cái khó khăn chấp nhận đó. Nhưng mà người có tu học thì già đau bệnh chết đến, khổ đó, đau biết khổ đó, biết đau đó, nhưng mà không có lụy. Biết xét thân này ra, biết nó khổ, đau bệnh. Cho nên chữ quán là vậy, nhìn lại. Ví dụ như mình trách người ta, xong rồi, lúc đó mình chưa hiểu, nhưng mà hiểu rồi. Để mình nhìn lại coi, mình có làm gì họ không mà họ xấu với mình. Quán là ồ, tôi thấy rồi. Do cái bữa đó, tôi nói câu đó, chắc có lẽ tôi nói vậy mà cái người đó buồn tôi. Thí dụ, cho nên á, chỉ cần nhìn lại, quán lại là mình tìm ra nó có cái cân nguyên do trong đó, có cái duyên do trong đó. Cho nên nhiều khi Phật phóng quang, quý vị nhớ trong kinh nói lâu lâu Phật phóng hào quang, các vị Bồ Tát ngơ ngẩn. Nhưng mà các vị không biết chuyện gì, mà các vị đồng xác định một điều rằng hôm nay Phật phóng quang phải có nguyên do. Rồi bắt đầu mới đi tìm nguyên do nào Phật phóng quang. Cũng như vậy, cái vui của chúng ta nó cũng phải có nguyên do. Hồi xưa mình khổ, bữa nay mình hiểu đạo cái mình vui. Cho nên quán là vậy. Đây là kinh gọi là tự quán tâm. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: nếu có tỳ kheo không thiện xảo quán tâm người khác, hãy thiện xảo tự quán tâm của chính mình. Nếu mà anh không khéo léo nhìn người ta, quán sát người ta, thì thôi, hãy khéo léo quán sát tự mình. Có những vị người ta tu á, trong nhà Phật mình hay có cái thần thông gọi là tha tâm thông á, nghĩa là cái thần thông hiểu được lòng người. Mình hiểu được người ta làm sao, cho nên mình tới mình ứng xử mình nói ta nghe. Chữ tha tâm nghĩa là hiểu, có một cái thông suốt về tâm người khác. Nhiều khi người ta chỉ cần nói một hai câu mình hiểu người ta muốn gì, mình hiểu cái nỗi khổ, cái niềm đau của người ta, nên mình giúp được cho người ta. Thôi bây giờ Phật nói, nếu mình chưa được cái đó thì hãy tự quán tâm mình. Phật nói tiếp: này
Thế nào gọi là tỳ kheo thiện xảo quán tự tánh? Chữ thiện là khéo, chữ xảo là tinh vi. Thí dụ như quý vị cầm cái đắp lên thấy người ta vẽ, nếu mà mình nhìn sơ thì mình chỉ nói đẹp thôi, nhưng mình nhìn kỹ mình nói, wow, rất là tinh xảo nha, vẽ từng nét từ cái nhụy từng cái chánh trong này, nhìn kỹ mới thấy cái tinh xảo của nó. Thì cũng như thế, nếu mình xét tâm mà thiếu sự thiện xảo, nghĩa là một cách tinh tường vi tế, thì mình không thấy đâu. Tại vì đôi lúc tâm mình đó, nó có cách nó chối. Không, mà ví dụ như mình đi chợ á, mình kèo nai người ta đủ kiểu hết, hoặc là thậm chí mình đi ngang nhà người ta có cây tắc cây chanh gì đó, vô hái đi con, hái đem về cúng chùa không, mà người ta có cho đâu, nhà của người ta mà đi ngang kêu con cháu mình đi vô hái đi con, hay là bạn bè vậy rủ nhau vô hái, và thể bắt đầu nó che cái chỗ đó một câu đem về cúng chùa, cái nó quên chữ ăn cắp mất tiêu. Nếu mà quán được cái chỗ đó gọi là thiện xảo. Đấy, dù là cúng chùa cũng không được, của người ta chưa cho không được lấy, chưa có xin là không được lấy, cái đó mới kêu là giữ giới. Trời ơi, nhiều khi mình kèo này người kia ép cái bà bán gì đó, mà giới một câu thôi, tôi mua cúng chùa chị cũng có phước vậy. Người ta có phước là khi người ta tự cúng, còn mình ép người ta cúng mà bắt đầu gắn cho ta cái nhãn hiệu chỉ có phước, không được. Cho nên thế nào là tỳ kheo thiện xảo quán tự tánh? Tỳ kheo nếu có quán này chắc chắn được nhiều lợi ích. Nếu có được cái quán này chắc chắn có nhiều lợi ích. Bây giờ quán sao? Ta thường hành tham lam hay thường không hành tham lam? Ta có thường tham không hay là ta không có thường tham? Ta thường hành tâm sân nhuế hay thường hành tâm không sân nhuế? Mình hay sống bằng cái tâm sân. Giờ sáng con chạy lên, thầy ơi thầy, con nóng tính dữ lắm, con thương con mà con cứ nóng nãy giờ, mấy đứa con cũng dám tới gần. Đấy, cái người này là có thiện xảo quán tâm, thấy rằng tôi thường bị sân. Có nhiều khi nó tại cô sân, sống ở nào mà sân, con tôi giải tôi thương sân gì sân. Nhưng mà nhiều khi mình chỉ bị cái nhãn thương con nó lấp cái chỗ đó đi, rồi mình nói tùm lum tà la, mình chửi con, mình mắng con, mình nói không hiểu đúng, mà cứ gắn cho mình một cái nhãn là thương con. Đôi khi càng thương thì con nó lại càng xa mình, tại vì mình không biết cách thương, mà cứ đem cái chữ thương con gắn vô. Cũng giống như cái ông kia, ông ghen quá, cuối cùng nhắn cho bà bạn gái ổng hay cái cô vợ là tại tôi yêu quá, rồi cô kia ngồi chịu trận. Quý vị nhớ nhà thơ Nguyễn Bính, cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười những lúc có tôi, và cô chỉ nhìn tôi những lúc tôi xa xôi. Tôi muốn mùi hương của nước hoa mà cô thường sức chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại, dù chỉ qua đường khách lại qua. Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng hôn dù thấy đó hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay biển lắm người. Nghe vậy đó mà cuối cùng bắt đầu nói câu thôi, có phải tôi nào muốn ghen tương mà ghen như vậy chính là thương rồi. Cái là bị cái chữ nhãn đó, cái là bắt đầu mình bào chữa cho cái ghen vô lý của mình, rồi người kia cũng phải chấp nhận cái ghen vô lý của mình, hai bên đều khổ đau. Cho nên thiện xảo quán tâm, đôi khi mình bị những cái nhãn từ thiện Phật sự, nhưng mà thật ra tâm của mình rất là ma. Chữ ma là gì? Là bị lôi cuốn. Chữ ma là bị
cái thứ xấu nó lôi cuốn, nó chiếm đoạt cái trí tuệ của mình, gọi là ma. Chứ không có con ma nào le lưỡi tóc dài lợi hùi không. Chữ ma theo định nghĩa của nhà Phật, ma nói cho đủ chữ là Mara. Mara nghĩa là đoạt mệnh. Đoạt mệnh là nó giết đi cái mạng căn trí tuệ của mình. Cho nên hành Phật sự mà thiếu Phật tâm, Phật lực, pháp lực, tăng lực, thì Phật sự đó nó được cái nhãn là Phật sự, nhưng mà thiệt sự ra những cái chưởng nó tung ra là ma sự. Những cái chưởng nó tung ra. Cho nên thiện xảo quán tự tâm, mình có tham không? Có sân không? Mình phải thấy đó. Thí dụ mình thật sự có sân, mình thật sự có si. Cái bữa đi ra phi trường nè, sợ sẵn bay qua đây, mà sắp tới giờ bay mà quần kẹt, phải đi vô làm một cái ít giấy tờ cuối tháng. Mà cái cô đó cô làm chậm, ôi là chậm. Mình mấy chục năm làm giấy tờ ở đây mà không chuyện gì, tự nhiên bữa này của em có hỏi, hỏi cái mình cũng hơi chưa có lòi mắt ra thôi. Sao mà cô làm cái này, cô không cần thắc mắc là gì, tôi đã làm ở đây mấy chục năm những cái giấy tờ này rồi. Cô nói I know, rồi để tôi hỏi manager của tôi. Mình ngồi mình đóng ruột muốn chết là thì mình sợ trễ máy bay. Tới hồi cái ông, cái cô manager của ra, của nó, ô không có sao, tôi biết cái case này nó về về. Cái bắt đầu mình thì nhẹ, coi đầu lúc này bắt đầu biểu lộ từ bi cái. À, mình đứng ngay chỗ đó cái mình tu thiền liền vậy đó. Nói, trời ơi, mình cũng còn nguyên cục nè. Nói xong cái cô đó cũng dễ thương, cũng tu thiền trở lại. Cô nói thank you for your patience. Mình có hề gì đâu, mình sắp sửa nộ rồi nè. Cái đầu mình giả bộ cười lại, oh thank you, I'm xin lỗi. Nhiều khi nó lên tới, nó chưa có lên tới não thôi, mà nó lên tới đây nè. Nó lên tới đây thì bắt đầu với lời nói I did this many times. Mà nó lên tới đây là mắt mà nó tròi ra liền. Cho nên sân á, mình để ý nó đến tới đâu nghe. Mà lên tới đây là ra tới miệng rồi đó. Mà lên tới đây ra tới mắt rồi đó. Mà nó lên tới đây nữa ra tới đây rồi. Chứ có nhiều vị nó hỏi mình, nó thầy thầy này có bị cao máu không? Ờ, máu cao rồi, đợi trào. Trào máu. Cho nên tự quán tâm là mình phải thấy. Thì cái cô đó cũng mới nói I really appreciate your patience. Thật sự câu nói đó, đó là mình ốt dồi. Ốt dồi là mắc cỡ, tài quý. Nghĩa là thật sự mình chưa đến cái mức mà gọi là patient đến mức như cổ nói. Nhưng mà cô đó cũng có quán mình. Cô thấy mình rồi bắt đầu cô túi mình liền gáo. I appreciate your patience. Bắt đầu mình bị cổ túi rồi, không lẽ giờ mình trộn mắt nữa. Thôi lỡ bị túi rồi. It's okay. Cho nên quý vị thấy nhiều khi cái đứa nó dở á, đừng có chê nó hoài. Bữa nào con rất là giỏi. Mình nói nó vậy chi? Để nó ở trong cái thế nó giỏi. Còn mình chê nó hoài á, là nó sẽ bị cái push đó, nó đi luôn. Thí dụ nó về nó nói con tức, con không có được điểm, nó bị stress bài học đó. Mẹ chỉ cần con sức khỏe, vui vẻ, học theo khả năng của con. Mẹ không cần con làm bà, bác sĩ, ông kỹ sư gì hết. Nó less stressful. Tại vì nó đang nghĩ rằng cha mẹ expect nó, bắt buộc nó phải lấy điểm cao, có bằng cấp tốt. Nó đang rất là stress. Thì bây giờ mình phải tính đi. Nếu nó tình trạng này hoài, nó sẽ đi tới điên loạn, bệnh tật. Một đứa bệnh tật và một đứa chỉ học bình thường, đủ ăn, đủ sống, đủ đi làm cũng được chứ không sao. Nó không vô được đại học thì nó có thể vô cao đẳng, college.
những cái trường học nghề, miễn nó làm nó sống thôi, mục đích có nhiêu mà. Bây giờ nó làm bác sĩ, nó kiếm một ngày cả 20 ngàn nó cũng ăn chén cơm đó, nó đi ngủ rồi, nó có ăn cái gì hơn đâu. Bây giờ nó làm, nó chạy bán pizza thì nó cũng chén cơm đó thôi. Bất quá là có nhãn, có nhãn mà bác sĩ. Nhưng mà bác sĩ mà không có cái người delivery thì cũng mệt à. Cho nên á, khi mình có tự quán như vậy đó, cái quán nó giúp cho mình đã thiện xảo quán thì nhất định sẽ có thiện xảo hành sự. Ví dụ cái cô đó đi, có thể cổ biết là mình hơi bực chứ cổ, mà thật sự Pháp Hòa expect là trong vòng 20 phút là giấy tờ xong. Mà quý vị Pháp Hòa đứng một tiếng đồng hồ, chỉ có mấy cái giấy tờ. Mà mấy chục năm nay mình cũng bao nhiêu chuyện đó mình vô mà không sao hết. Mà nó khổ một cái nhiều lúc đó, người ta gửi cái phone đó tới, người ta để nhầm cái tên trong đạo Thích Pháp Hòa, mà trong giấy tờ của mình không phải là Thích Pháp Hòa là cũng rắc rối hết. Bắt đầu phải đính chánh, proof đủ kiểu. Thì trở lại vấn đề thiện xảo quán, thiện xảo hành sự. Cho nên khi mình thấy được cái người bạn của mình đó, họ đang phiền não người nào đó, tự nhiên mình sẽ có cách khéo léo điều chỉnh. Ví dụ họ sắp sửa, họ giận, họ muốn bỏ cuộc một cái gì đó. Chị ơi, tuần sau chị nhớ lên phụ em nghe, em có mình em làm kịp á. Người kia muốn bỏ cuộc rồi, mình kéo họ lại, mình đem mình ra, em không có chuyện làm được, tôi không có anh tôi làm được. Nhiều khi mấy đứa con của mình trong nhà, mình phải ứng xử như vậy. Con đi về trễ con nhớ gọi cho mẹ nghe con. Con không gọi mẹ lo, mẹ stress. Con thương mẹ, con chỉ cần gọi cho mẹ cái con, cho mẹ biết là con ở đâu thôi. Tại vì cái đứa con của mình đâu phải là cái đứa dễ như mình tưởng. Mày đi đâu? Mày chết bờ chết bụi ở đâu? Mẹ gọi cho tao. Rồi, mày muốn nó chết thiệt. Ta có đang thường hành sân nhuế hay không thường hành sân nhuế? Ta thường hành thùy miên hay không thường hành thùy miên? Mê lầm á. Ta thường hành trảo hối cống cao hay thường hành không trảo hối cống cao? Cống cao ngã mạng, lăng xăng. Ta thường hành không thân tránh. Thân tránh nhờ cái lỗi về thân, thô bạo nóng nảy. Ví dụ như mình giận đấy, lấy dĩa đập đập đồ đạc trong nhà đó, cái đó gọi là thân tránh, tướng thô của thân. Có nhiều người giận đập đồ, tưởng sao đập rồi lát tự đi hốt, rồi tự đi mua sắm trở lại. Nhưng mà thật sự cái của vật chất nó đổ bể, mình có thấy lấy tiền không được. Nhưng mà người thân, con cái mình họ gầy gặp những cái cảnh đó rồi, khó phục hồi lại trong tâm trí đó. Tại vì đó là những cái khủng hoảng của tuổi thơ, của tuổi trẻ. Cho nên ở đời có những cái tiền mình có thể mua được, nhưng mà có những cái tiền không làm được. Và thậm chí chúng ta rất khó phục hồi bằng, ví dụ mình có tốt trở lại đi nữa, nó cũng không nhận ra được cái đó một cách liền mạch. Hồi xưa có một người đệ tử lỡ nói huynh đệ xong rồi lỡ xin lỗi, thì người thầy mới lấy cái gối mở ra, xong rồi tung cái gòn trong gối ra. Tung ra xong mới nói bây giờ con đi gom hết cái gòn này con dồn vô gối lại. Quý vị nghĩ lượng là hết không? Không cách nào được. Thì ông thầy ông mới nói, nhìn tưởng rằng con đã đem gòn trở vào hết trong gối, bởi vì nó cũng to vậy đó. Nhưng mà thật sự ra không cách nào con luôn được hết tất cả những cái lông gòn đó con để vô gòn được. Thì cái lời nói của mình cũng thế. Nếu một cái lời nói mà nó thiếu cái sự bình tĩnh, mà nhất là nó thô từ hành động tới lời nói, con có xin lỗi đi nữa, người ta có thể tha,
nhưng mà cái hình ảnh mà xấu về con nó khó phai nhạt. Cho nên mấy anh chàng mà đi tìm bạn gái lúc nào cũng dễ thương, ga lăng. Về tao biết. Lúc đó nghiến răng bụng mà. Cho nên là ta không thường hành thân tránh hay là thường hành thân tránh. Thân tránh nghĩa là những cái lỗi ở thân thuộc về thô, thô tướng. Ta thường hành tâm ô uế hay thường hành tâm không ô uế. Nhiều khi mình làm một cái việc đó nhưng mà thật sự cái tâm mình nó có cái lý do, nó có cái mục đích ở phía sau mà có thể người đó chưa nhận ra mà mình biết. Có thể là hình tướng là giúp người mà thiệt sự là mình mới là người biết mình đang giúp người này vì mục đích gì mình đang làm. Cái đó gọi là tâm ô uế. Ta thường hành tính hay thường hành bất tính. Thường hay làm những điều tạo niềm tin hay điều không làm, làm những điều mất niềm tin. Cho nên thí dụ như mình Phật tử với nhau, lỡ mình có gì mình nhớ nhắc mình là thôi tôi không làm cái này đâu, tôi biết tôi làm tôi được giải cái cơn giận, nhưng mà bù lại một số người ta mới hiểu đạo, ta mới tập tu, ta mất tính tâm, luôn luôn đặt cái tính tâm của người khác lên trên. Cho nên á, tại sao Đức Quan Âm người ta làm cái mão Đức Quan Âm, đúng ra là trên mão của Quan Âm Thế Chí có một khóa Phật ngồi trên đó, để biểu tượng rằng mình làm Bồ Tát hạnh nhưng mà luôn luôn lấy Phật làm tâm. Quý vị có đọc cái câu trong tựa Lăng Nghiêm không? Phục thỉnh Tam Bảo, phụng thỉnh Tam Bảo, phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh. Nhớ không? Trong cái tựa Lăng Nghiêm mình tụng mỗi sáng. Con xin thỉnh Thế Tôn vì chúng con mà chứng minh. Thì mỗi lần mình làm Phật sự á, lấy cái câu đó ra giúp cho mình. Phụng thỉnh Tam Bảo, phụng thỉnh Thế Tôn vị chứng minh. Nghĩa là Đức Thế Tôn chứng minh cho việc làm của con, thì tự động cái hành động của mình nó sẽ có một phần. Ta thường hành tinh tấn hay thường hành giải đãi. Tinh tấn là siêng năng, giải đãi là lười biếng. Thưa đại chúng, là chúng ta càng tinh tấn, nhờ sáng qua thưa càng tinh tấn thì chúng ta rút ngắn lại sự. Ta thường hành suy niệm hay không thường hành, hay thường hành không suy niệm. Chữ niệm là nhớ, dường như niệm Phật. Niệm Phật là một pháp. Nhưng mà lâu nay mình chỉ tưởng niệm Phật, và thật sự ra tổng cộng mình có 10 niệm. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Hưu Tức, niệm Vô Thường, niệm Tử, niệm Hơi Thở. Thí dụ bây giờ á, bình thường ai chọc kẹo vào niệm Phật. Nhưng mà nếu mà mình lỡ một bị một cái khen chê mà nó chi phối mình lên niệm Pháp. Pháp Hòa có làm bài thơ ngắn nè. Ai nói mình tốt xấu, ta khoan vội trách hờn. Khen chê là bài học cho mình sống tốt hơn. Thì cái bài kệ đó, lúc mà mình bị lung lay bởi khen chê thì mình nhớ bài kệ đó để giúp cho mình quân bình trở lại. Cái đó gọi là niệm pháp. Niệm pháp là mình nhớ câu kinh, nhớ câu kệ, để tùy mỗi cái hoàn cảnh khổ đau phiền não của mình mà lấy câu kinh câu kệ đó ra để mà mình độ nó. Ai nói mình hay dở, ta khoan vội trách hờn. Khen chê là bài học cho mình sống tốt hơn. Mình tức cái người đó mình không tha thứ được. Nhớ bài kệ: nắm muối dù có mặn, vào sông muối sẽ tan.
hận thù sẽ tan biến với tâm người. Cái đó gọi là niệm pháp. Niệm tăng là niệm hình ảnh cao đẹp của chư tăng. Và tại sao mình lại phải nhớ những hình ảnh của các tăng không dễ thương? Mình nhớ hình ảnh của tăng có tu tập, có đạo hạnh để giúp cho trợ duyên cho mình trên con đường tu. Hồi nhỏ Pháp Hòa rất thích đọc lịch sử của các vị tổ, thích lắm. Rảnh là vô thư viện đọc tiểu sử các hòa thượng, các hòa thượng của Việt Nam mình đó nha, các tổ Việt Nam mình. Đọc đen chi, giống như mình sắp tấn, giống như khuyến nhắc mình. Trời ơi, hòa thượng này có cái hay này, hòa thượng có cái hay kia, giúp cho mình. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới. Mười niệm mà. Thậm chí bây giờ giận tức quá không, niệm chết. Niệm chết là niệm gì? Người kia cũng chết, tôi cũng chết, tại sao tôi tức giận? Lỡ chết nó tới bất tử, ôm cục hận này đi. Không được. Đó là niệm chết. Còn mình bám víu cái gì? Niệm vô thường. Sống nay chết nay nè, vô thường biến đổi nè, tranh với giành, hơn thua nhau từng chữ từng lời. Đó là niệm vô thường, niệm chết. Không nhất thiết phải niệm Phật. Có những cái niệm nào mà nó đủ khả năng, nó giúp cho mình giải trừ phiền não, nó là công năng của pháp tu hết. Cho nên quý vị nhớ là mình có 10 niệm nha. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm hưu tức. Hưu tức là thôi đi, ai làm thôi thôi bỏ qua đi, đó là niệm hưu tức đó. Niệm vô thường, niệm tử, niệm hơi thở. Chữ niệm là mình nhớ nghĩ. Cho nên trong kinh nói tôi có thường hành cái niệm không, hay là tôi không hành niệm. Thí dụ bây giờ đại chúng niệm Phật mấy chục năm nhưng mà mình giận vẫn còn, thì nhớ niệm vô thường, niệm chết hay là niệm Pháp. Ta có thường hành suy niệm hay ta thông thường hành suy niệm, ta thường hành định hay không thường hành định, ta thường hành ác tuệ hay không thường hành ác tuệ. Rồi Đức Phật dạy tỳ kheo, muốn diệt trừ pháp ác bất thiện này, phải nhanh chóng tìm cầu phương tiện, học tập tinh cần, chánh niệm, chánh trí, kham nhẫn, đừng để bị thối chuyển. Nếu ai mà quán chiếu mà thấy mình bị những cái này nó chi phối, hãy gấp rút, hãy gấp rút tìm cho mình một phương tiện để học tập, để tinh cần, để chánh niệm, để chánh trí, để kham nhẫn. Pháp Hòa đọc trong kinh Đại Bảo Tích có một câu Đức Phật nói mà mình cứ để trong lòng. Đức Phật nói mình tu gấp đến như là người đi trên chiếc thuyền mà làm bằng đất sét. Quý vị tưởng tượng thuyền mà làm đất sét thì làm sao đi được, xuống nước là nó chìm liễm, nó rã ra hết á. Mà ví dụ bây giờ mình thả một chiếc thuyền đất xuống thì chỉ trong vòng có 10 phút đi là nó sẽ ngấm nước, nó chìm phải không? Thế thì phải chèo như thế nào cho thật nhanh để qua bên bờ kia trước khi nó thấm nước, nó chìm liền. Tự nhiên mình đọc cái đoạn kinh nó phải không thể nào quên được cái đoạn. Phật nói mình tu mình phải tinh tấn như người chèo chiếc thuyền đất đi trên nước. Còn mình giờ tu cả xịt cả đuổi, tu rỉ mà đã tu rỉ. Cho nên cái sự tinh tấn là gì? Không có phải là mình dồn dập. Điều đặn thời khắc, điều đặn sự tinh tấn. Mà đại chúng để ý, thí dụ quý vị hay khuyên ăn uống phải cho điều đặn, ăn điều đặn bệnh. Tu cũng vậy, mình tu mà không điều đặn là thôi, nó không có cái gì nó đi xa được. Cho nên Phật nói nếu như mình quán và mình thấy rằng những cái bất thiện đó nó đang ở trong mình nhiều thì phải nhanh chóng tìm phương tiện. Thế thưa đại chúng là những cái pháp tu đó nó chỉ là phương tiện thôi. Pháp Hòa nói thí dụ mình thích ngồi thiền, một ngày mình ngồi thiền khoảng nửa tiếng
Nhưng mà bữa nay mình ngồi thiền không yên, thôi đứng dậy đi, lấy cuốn kinh ra lễ Phật, tụng thời sám hối, hay là lại 100 lại trong dạng Phật kinh, hay là tụng chú đại bi, sao cũng được. Nói chung là hôm nay mình phương tiện tụng một thời kinh giúp cho cái tâm mình ổn định. Đó là phương tiện gì? Tất cả là phương tiện để trị cái tâm. Ngồi thiền á, cái tâm mình lăng xăng phải không? Thì mình lấy cái đối tượng của tâm mình lúc này là hơi thở. Đó là căn bản nhất, bước đầu nhất. Từ từ, khi mình thuần thục rồi, bắt đầu mới quán. Quán vô thường, quán duyên sinh gì đó. Nhưng mà cái đó chưa, mình chưa thuần mà. Mình ngồi xuống tâm mình còn lăng xăng quá thì thôi hơi thở đi, câu niệm Phật đi, đó, tương ưng với hơi thở giúp cho tâm bình định. Đó là phương tiện hết. Ví dụ như mình đi chùa mình tụng kinh mặc áo tràng là phương tiện, tại vì mặc áo tràng vô tự nhiên mình phải đoan nghiêm. Không có ai mặc áo tràng mà chống nạnh chỉ chỏ người này người kia lăng xăng, không có. Mà nếu mà có đi nữa là bỏ tay chấm cơm rồi đó. Vậy thì cái áo tràng cũng là phương tiện thúc luyện tâm. Có một lần có một em đạo chúa tới tới cái retreat cái phong quà cho nó xong chuỗi, cái bà đó nó nói trời con đem cái này về ba con la con. Phong quà nói con giải thích cho ba biết, cái này giúp cho con manage cái nóng giận. Thí dụ con đang tức ai cũng đánh con nhìn ô chuỗi thục dữ đâu cần niệm Phật. Nhưng mà nếu con đeo sâu chuỗi đó vô mà con vừa định cung tay con đánh người ta nhìn lại để sâu chuỗi thục dữ. Cho nên mình đeo Phật á, đeo cái tượng Phật ngay đây nè, đeo cái sợi dây á, Phật bằng ngọc, Phật bằng gì cũng cần biết. Đeo đó không phải Phật ngọc phù hộ nhiều, rồi Phật làm bằng giấy phù hộ ít. Đeo cái tượng Phật là để nhắc mình, khi mình có cái gì mình nhớ Phật nằm ngay đây nè, Phật đang ở trong mình nè, Phật đang ngự trên thân mình nè, thì thân mình phải làm, phải nói như Phật, hành như Phật, chứ không phải đeo đó Phật phù hộ. Phù hộ là cái đó, phù hộ là khi mình cơn nóng giận đó Phật đã giúp cho mình lắng xuống. Phù hộ là vậy đó. Cho nên ngay cái giây phút mà mình nóng giận mà tự nhiên mình rờ vô đây, cái mình nhớ cộm cộm đây có Phật á, cái mình bỏ tay xuống nó độ rồi, Phật độ. Độ là dẫn cái tay mình từ mé bên này qua bên kia, độ là từ bờ này sang bờ kia kêu độ. Một cái đoạn nữa rồi mình, Đức Phật nói nè, ví như bị lửa đốt cháy đầu cháy áo, nhanh chóng tìm cầu phương tiện cứu đầu cứu áo. Quý vị nhớ câu này không? Sao, chiều nào công phu cũng có câu này nè. Thị nhật dĩ quá mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc. Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, đảng niệm vô thường thậm vật phóng dật. Cái bài này được dịch cho một cái thể thơ. Ngày nay lại đã qua rồi, mạng căng huyết mạch lần hồi khô khan. Dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Cần tu như lửa đốt đầu, đừng cho sái buổi như chầu đế vương. Cái sự gấp rút tu mình như là lửa để đầu phủi xuống liền, cháy áo quẹt ra liền. Tu gấp giống như vậy này. Một cái tàn nhang mà rớt trên tay thôi là phủi liền, thậm chí quăng luôn cái nhang. Hồi nãy cầm cái nhang tha thiết lắm, đang lâm râm khấn quá trời quá đất luôn, tự nhiên làm mình chụp xuống lên. I'm sorry, cứu con trước Phật ơi. Ví như bị lửa đốt cháy trên đầu cháy áo, nhanh chóng tìm cầu phương tiện cứu giúp cứu áo. Cũng vậy, tỳ kheo muốn diệt trừ pháp ác bất thiện này, phải nhanh chóng tìm cầu phương tiện học tập tinh cần chánh trí khâm nhận. Ai muốn hết khổ? Phong Hoàng có làm bài kệ: mùa đông ta lại ấm bởi có thương yêu về, mùa xuân ta mát dịu bởi sống đời không mê.
Nếu mình đưa một cái ví dụ như trời đang lạnh, mình có sưởi ấm, thì chúng ta hạnh phúc khi có giáo pháp của Thế Tôn. Quý vị thử tưởng mà nếu mấy chục năm nay mình không có nương vô giáo pháp của Phật, mình không có được lay lất sống tới giờ đó. Cũng sống vậy, nhưng mà khổ lắm. Khổ tâm, khổ thân, khổ đủ kiểu. Mặc dù giáo pháp Phật mình chưa có thống thấu, chưa có tu gì, nhưng mà đỡ lắm à. Chưa có thấu vô trong mà sức thuốc sơ sơ cũng đỡ lắm. Cho nên thôi giờ trong uống ngoài tho nha. Phải hai thứ mới được. Cao đơn hoàn tán thốt đủ. Bài kinh còn đoạn nhưng mà đại ý, cái ý chính là mình đã nói rồi. Thôi thì tối hôm nay, trong cái buổi sinh hoạt Phật Pháp này, chúng ta lấy một bài kinh ra để chúng ta học. Và bài kinh này rất thiết thực trong cuộc sống hàng ngày của ta, để giúp cho mình học được cái cách là quán tự tâm. Tự quán tâm. Mình quán người ta tốt, nhưng mà mình chưa làm được thì hãy quán mình. Mà thưa đại chúng, mà quán mình được rồi á, thì mình có thể quán người khác dễ. Cho nên Đức Phật nói, nếu chưa làm được việc quán tâm người khác thì hãy khéo léo quán tâm mình. Quý vị đi máy bay, lúc nào trước khi máy bay cất cánh là người ta cũng nhắc đó. Lỡ máy bay có sự cố, quý vị hãy đeo cái mặt nạ cho mình trước, trước khi mình đeo cho người kế bên. Mình phải có sự an toàn rồi, mình mới có đủ sự an toàn giúp người khác. Chúng sanh vô biên.